Hello, xin chào tất cả mọi người. Đây là Tăng đây. Tập hôm nay Tăng trở lại lúc tầm trưa ha. Lâu lắm rồi tôi mới quay lúc tầm trưa như thế này đây, nên khung cảnh hơi vắng một chút, nhưng mà yên bình. Mọi người xem cảm nhận giá trị. Nay Tăng cũng tiếp tục đứng trên đường Hát Dịch Tóc Tiên, người tái định cư. Nó ở quan thuộc của Tăng. Hôm nay thì Tăng xin quay một cái đất là diện tích 525, 125 mét vuông, có 60 thổ cư, đất ngồi dân ha, đường nhà nước. Lô đất này có vị trí khá cũng khá là ok, giá cũng hợp lý, khá tốt. Thời điểm này Tăng thấy vậy là ok rồi. Cho nên sổ sách kiểm tra mọi thứ pháp lý ổn. Tăng quay tranh thủ gửi cho mọi người thời gian này. Chút trưa không ngủ thì Tăng quay mọi người ở xa tham khảo, tìm đất ở Phú Mỹ, Hát Dịch và đi Vũng Tàu. Xem đây, đang đi con đường vô con đường phía trước Tăng là đi về có thể chỗ đất ha. Còn đang đi ra đường trong này này, cũng gần khu tái định cư ha, chợ Hát Dịch. Đây là đường bên này là khu dân cư này, các người dân ha. Còn bên tay phải là của đất ở khu dân cư định cư. Đây là Tăng đây. Bên này xây đông đúc ha, rất là tốt. Buổi trưa nay mọi người hiện tại cũng nghỉ ngơi rồi nên hơi vắng. Nên thời điểm này Tăng quay nó thoải mái hơn chút. Là mình tranh thủ thời gian có lì tốt, mình tranh thủ giới thiệu tới mọi người xem. Đất này thuộc khu phố 4, phường Hát Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Tái định cư trung tâm của phường Hát Dịch. Trong lô này có dưới tầm 1 tỷ. Đây chúng ta đi thẳng lên đường lúc đường đi vào đó, ngay chỗ tái định cư. Mình xem video để dễ hình dung. Này bên nhà nghỉ lập pháp mình có con đường đi vào đây, đường nhà nước ha, đường rộng 6 mét, đường thông thẳng là ra đường Mỹ Sơn, ra đường Mỹ Sơn Tóc Tiên. Cho nên ngay mặt tiền đường này luôn, vị trí rất là tốt, sổ sách ok, thổ cư rất là an toàn. Đây phù hợp với những người có tài chính thấp, trên dưới 1 tỷ, có nhu cầu mua đất ở Phú Mỹ, đón đầu tương lai xu hướng thì mình mua để dành cũng tốt, mà mình ở cũng tốt. Ở khu vực có nhu cầu ở ở đây để làm khu công nghiệp. Đây sau này đặt trọng đặt lớn ha. Đầu năm vừa rồi cũng có một vài giá người ta phân lô bán này ha. Đây một vài giá phân lô bán này đây, người ta làm được từ mở đường nhỏ đi vào trong không. Đây những giá này, giá này bây giờ người ta báo bây giờ giá bắt đầu giá 1 tỷ 1 tỷ 2 rồi, nhìn tất cũng như nhau. Nhưng lô đất của mình là ngay từ đường chính luôn, mà giá là rẻ hơn rất nhiều, rất tốt so với những đất của dự án phân lô nhỏ lẻ ha, thì đẩy lên cao hơn. Mà bữa nay là người dân phân lô nên một chi phí đồ rất là nhiều, chi phí thì nó không có cao lắm, cũng mức chấp nhận được thôi. Với người tài chính thấp không có thời gian đi xem nhiều thì tham khảo thông tin của Tăng để biết rõ hơn. Đây mình sắp tới lô đất của mình rồi. Đây lô đất mình nằm phía bên này đây, ngay chỗ điện. Đất mình là có diện tích 5 x 25, có 60 thổ cư, sổ hồng riêng, ngay đường nhà nước 6 mét. Đây mình đi ha, xếp tập bên kia xếp tới Tăng đi ra người Mỹ đường thẳng một chút, một đoạn cho mọi người xem ra đường Mỹ Sơn Tóc Tiên ha, đường thông ra khu ấp 1 Tóc Tiên đó mọi người. Này bên này là mình đi ra đường Hát Dịch Tóc Tiên kìa, xa xa đó mình thấy dân cư. Đây ở đây cũng có đường đi ra, cũng phân lô, người ta phân lô bên đó, nhưng bên này lô này là trục đường chính, cột mốc ở bên này. Đây cột mốc từ cái này đây mọi người thấy màu đỏ nè, cột điện này qua khúc bên này. Đây bên này mình chính xác 5 mét. Tăng lại gần một chút này. Đây xong màu đỏ mọi người thấy à, ra thì điện nằm giữa thôi đó. Hiện tại thì chưa có ai có dân ở, cho nên dân ở địa phương người ta tranh thủ trồng mì thì cái mì đây nó trồng thì không sao, nhưng khi mình ở thì mình lấy thôi. Ở đây cũng có đất phân lô của dân ha, người ta bán hết rồi, nên ai có những người cần tiền người ta bán lại. Giá lô này là 870,
ha, sổ hồng riêng nè, giá mình tính chủ, nên mọi người có nhu cầu quan tâm thì liên hệ số điện thoại Tăng nha, không phải chay 0947 401 444, chi tiết sổ sách Zalo, bản đồ địa chính ha, mọi người xem hình dung kiểm tra quy hoạch ha, cái này Tăng quy hoạch kiểm tra là đất ở rồi, trên app mọi người cứ tải app vừa Bà Rịa Vũng Tàu gì ha, để kiểm tra được cái sổ màu hồng là đất ở, còn những cái đất màu cam hay là màu vàng là đất nông nghiệp hay là đất của quy hoạch cơ quan, mọi người hình dung rõ ha. Pháp lý khá ok, đường nhà nước thổ cư, thời điểm này Tăng ở đây thường xuyên Tăng biết nhu cầu chuyển thổ cư nó khó hơn rồi, quy định cũng đầu chặt chẽ thay đổi, cho nên những miếng đất này rất là giá trị, khi đã lấy được rồi thì một thứ nó yên tâm hơn. Dù sao thì quy hoạch là tương lai nó vẫn có, nhưng mà ít nhiều nó vẫn đỡ, sau này giải tỏa đền bù thì cũng một phần gì đó cũng tái định cư ha. Đó, cái này Tăng đi vào một phía trước ha, đi xem ra đường Mỹ Xuân Tóc Tiên cho mọi người dễ hình dung, đường Bình Thông ngay phố 4 trung tâm đi ra đường lớn, sau này con đường này còn có khả năng mở rộng thì đất mình sẽ đường chính ngon ha. Trong quy hoạch thì vẫn có con đường đi ngang qua. Xung quanh thì cũng có nhà ở lưu thưa đó, ít nhiều chứ không phải là cũng quá vắng đâu mọi người. Đây là cũng còn nhiều đất lớn, chưa phân chưa làm gì hết, nhưng mà cũng có nhà ở thì một phần đó mình cũng yên tâm. Đây, đường thông. Ai có quan tâm về đất này liên hệ Tăng, tham khảo thông tin hay tư vấn gì đó giai đoạn này thời điểm này. 5m, 10m, 500m, đất xào không, vị trí, quy hoạch, phân lô nào thì cứ tham khảo rõ hơn để mình nắm. Vì đầu tư bất động sản mà nắm thông tin cái chuẩn xác thì nó sẽ giá trị, yên tâm. Những thông tin ảo sai lệch ở trên mạng gì đôi khi là không thực tế, khi mình mua mình cũng bất ngờ. Đây, đây, tận mình thấy nhà xây tại đây xung quanh này. Đường thẳng là mình đừng đi thẳng là mình ra đường Hát Dịch Tóc Tiên không rồi. Còn đi quẹo xuống khúc này, đó, đi quẹo xuống như này, rồi mình đi xe ra đường Mỹ Xuân Tóc Tiên, vị phận này vẫn thuộc là khu phố 4 ha, khu phố 4 là cái sao dân hồi hồn vắng nhiều, từ đây nối liên khu qua khu Suối Nhâm, khu Tóc Tiên, trên đây phố 4 cũng khá là trung tâm sau, giáp, vậy một xây rồi mình đi chợ, đi trường học thì cũng gần, không gần, xa lắm. Nhà cửa, nhà cửa ở xung quanh thân đó là cái chưa được cuộc lại đó, hình dung mình thấy chỉ hơn mọi người lên bấm chữ Hát Dịch đó, ở xung quanh là mọi người dễ hình dung hay là nghĩ Lộc Phát con đường đi vào ha. Và mình thấy được là con đường Tăng đi nhà nghĩ Lộc Phát có con đường đi vào ha. À, mọi người thấy đi đường ngay đường thẳng đi chạy hồi nữa xuống đây bắt đầu vắng hơn một tí, bụi đất còn nhiều ha, tương lai mà quy hoạch mở rộng vẫn ra thì lên thành phố thì giá trị ở đây còn nhiều thứ để tăng giá, đồng dân ở đông hơn nên nhập cư đông hơn, kinh doanh được nhiều hơn. Xây nhà biệt thự vườn ha, rất rộng ha, cái này chắc tầm cỡ hơn 15m đúng không? Cây xanh nhiều ha, tự tốt, không biết ô nhiễm. Phường Hát Dịch là những con phường cách xa khu công nghiệp khoảng 3-5km, trên đây mức độ ô nhiễm ít, không nhiều. Trên đây người dân người ta ở làm ở Phú Mỹ người ta thích vào đây ở nhiều, hay là ở Tóc Tiên người ta cũng về đây. Đường thông thoáng ha, ngay mặt tiền nhà nước rất là thông.
giá cũng khá ok. Mình về đây ở thì không sợ đói, đói mình ra mình hái bắp à, trồng mì mình ăn cũng được. Lục bắp lục mì. Rồi ở đây đường này Mỹ Sơn Tóc Tiên. Dạ, bên này là phố 4 mọi người. À, hướng bên này là phố 4, còn qua bên hướng bên kia là đã là ấp 1 Tóc Tiên rồi. Đường này mình đi thẳng là ra ấp 1, ấp 5 Tóc Tiên, đi thẳng là ra đường quốc lộ 51 à, ra Mỹ Sơn của Phú Mỹ. Còn bên này thì rất là mình ra lại đường Thái Dịch Tóc Tiên à. Bên này là khu vực cũng dân ở khá là đông. À, khá là gần ha, trung tâm. Quanh con đường này đi xuống là dân ở đông lắm mọi người thấy. Còn đi một đoạn tiếp ra con đường Thái Dịch Tóc Tiên mình sẽ lỡ video rồi làm hơi dài chút, cho nên mà anh chị có nhiều anh chị xem thì cố gắng xem hết thời lực ha, nên nhìn thấy được rõ hơn một bắt không sản nó cũng đỡ. Hôm nay buổi trưa nó hơi vắng, tới buổi chiều là dân đi về đâu mà mọi người thấy xây nhà xây đâu đủ đất rồi, từ đó nó cao không không có nổ vắng, đất thì còn một vài đất nữa. Đầu từ ngõ đó đi lên thì rất là đông ha, trung tâm. Ờ, mình đi ra là nhà thờ giáo xứ Ngọc Hà rồi. Rồi đây, hãy tiếp tục đi. Rồi tới đây đang chắc xin dừng video tại đây ha. Mọi người có đang xem và đăng ký kênh ủng hộ Tân nha. Tân có động lực làm những video giá trị cho mọi người tham khảo xem thực tế hơn à, một góc cạnh thực tế của đầu tư bất động sản à, giá thật, đắt thật à, vị trí đặt mình đi xem thật này, cảm nhận về dân cư. Mọi người xem không? Từ chiều thì bắt đầu giờ công nhân làm việc ở hướng đi này đi về đây. Tóc Tiên, Phú Mỹ Tóc Tiên, công ty may cầu giáo xứ Sơn Hòa đó, đi về mình đi về là Sơn Hòa là khu phố 4 từ giờ Tóc Tiên đây. Rồi ta xin chào mọi người, tất cả mọi người, tân cảm ơn.